kênh YouTube của Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Đặc nhiệm Ahmad nói giành lại hai làng ở Kursk. Hãng thông tấn TASS dẫn lời chỉ huy đặc nhiệm Ahmad của Chechnya Abti Alaudinov cho biết, lực lượng này đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở tỉnh Kursk từ tay quân đội Ukraine. Tôi vui mừng khi có thể nói rằng đơn vị Abad đã quét sạch đối phương khỏi hai ngôi làng Nizhnyaya Parovaya và Nechaev và quyền kiểm soát tại đó được thiết lập, ông Alaudinov nói. Cũng theo vị quan chức này, phía Ukraine tại tỉnh Kursk hôm 26 tháng 8 hứng chịu tổn thất lớn khi hai phương tiện chiến đấu bộ binh, hai phương tiện chiến đấu bọc thép và ba xe mô tô bị phá hủy. Ukraine bắn tên lửa vào căn cứ Nga. Truyền thông Ukraine cho hay, lữ đoàn cơ giới số 54 của nước này gần đây đã thực hiện một vụ tấn công tên lửa vào bãi huấn luyện bên trong một căn cứ quân sự của Nga. Đoạn video được trang Myunua trích dẫn cho thấy, máy bay không người lái UAV Shark của đại đội Divine Punishment thuộc lữ đoàn cơ giới số 54 Ukraine trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát gần căn cứ quân sự Nga đặt tại khu vực Donbass đã phát hiện nhiều binh sĩ Nga đang có mặt trong bãi huấn luyện. Chiếc UAV Shark sau đó điều hướng hỏa lực để lữ đoàn cơ giới số 54 Ukraine sử dụng hai tên lửa M-30A1 mang theo đầu đạn chùm tập kích bãi huấn luyện lính của địa phương. Quân đội Nga tới nay chưa bình luận về thông tin và hình ảnh do trang Myunua trích dẫn. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố số liệu về những tổn thất của Nga khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Tờ Ukrinform đưa tin, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay 26 tháng 8 tuyên bố quân đội nước này đã khiến đối phương tổn thất gần 608.820 binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra. Tính riêng trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã khiến phía Nga thương vong khoảng 1.140 lính. Quân đội Nga đã mất 8.551 xe tăng, 16.648 xe chiến đấu bọc thép, 17.443 hệ thống pháo các loại, 937 hệ thống phòng không, 367 tiêm kích và 328 trực thăng, 14.134 UAV, 28 tàu chiến và một tàu ngầm, một đoạn trích trong bản thông cáo viết. Quân đội Nga hiện chưa bình luận về những số liệu được Ukraine công bố. Trong khi đó, dữ liệu từ trang web phân tích phòng thủ tình báo của Hà Lan cập nhật hôm nay cho hay, tổng số trang thiết bị hạng nặng các lực lượng vũ trang Moscow tổn thất kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt là 17.529 khí tài, trong đó số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép Nga mất lần lượt là 3.336 và 1.522 chiếc. Bên cạnh đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gần đây trong chuyến thăm Ukraine đã hé lộ số khí tài quân sự mà Warsaw đã viện trợ cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra tới nay. Chúng tôi đã gửi cho Ukraine gần 400 cỗ xe tăng. Trong những trang thiết bị đã được chuyển cho Kiev có các loại xe như T-72, PT-91, T-Wardy, Leopard, một số loại thiết giáp như xe bọc thép Rosomark cũng như 10 chiến cơ MiG-29 và 10 trực thăng. Theo ước tính, chúng tôi đã viện trợ cho Ukraine khoảng 25,9 tỷ đô, trong đó có 3,1 tỷ đô được chi tiêu trong việc cung cấp thiết bị quân sự, hãng tin TASS dẫn lời ông Duda nói. Tổng thống Ba Lan sau đó nói rằng chính quyền Warsaw sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trên lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu EU cũng như tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Mỹ đã gửi ATACMS tầm xa cho Kiev từ đầu năm nay, nhưng Ukraine chỉ được phép sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ và bán đảo Crimea mà Moscow đang kiểm soát, chứ không phải trên lãnh thổ Nga. Theo Newsweek, một quan chức an ninh cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây chia sẻ với tờ Politico rằng việc tấn công bằng ATACMS nhằm vào các mục tiêu ở Nga sẽ không hiệu quả như Kiev mong đợi do Moscow đã di chuyển dàn máy bay quân sự khỏi các căn cứ không quân nằm gần Ukraine. Tuy nhiên, hôm 24 tháng 8, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW đã cho công bố các hình ảnh vệ tinh và bản đồ cho thấy 250 mục tiêu của Nga hiện nằm trong tầm bắn của ATACMS mà Mỹ cấp cho Ukraine. Hình ảnh ghi nhận các mục tiêu bao gồm căn cứ quân sự quy mô lớn, trạm thông tin liên lạc, trung tâm hậu cần, cơ sở sửa chữa, kho nhiên liệu, kho đạn dược và trụ sở thường trực. ESW nhấn mạnh sẽ cực kỳ khó hoặc không thể đối với Nga để nhanh chóng di rời tài sản khỏi những nơi này. Chỉ có 17 trong số 250 cơ sở này là sân bay. Do đó, quân đội Nga khó có khả năng tái bố trí tài sản khỏi tất cả 233 cơ sở còn lại ở mức độ tương tự như những gì họ đã làm với vũ khí hàng không, ESW đánh giá. Cũng theo ESW, các lực lượng Ukraine không cần phải tấn công từ mục tiêu quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong phạm vi mà vũ khí phương Tây cung cấp để bắt đầu tạo ra áp lực hoạt động đáng kể lên quân đội Nga.
Trên thực tế, Ukraine được phép sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, trang bị tên lửa dẫn đường GMLRS do Mỹ cấp để tấn công các mục tiêu quân sự nằm bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chúng có tầm bắn ngắn hơn ATACMS. Theo ESW, chỉ có 20 trong số 250 mục tiêu tiềm năng của Nga nằm trong tầm bắn của GMLRS. Trong khi đó, Mỹ đã cấp cho Ukraine hai phiên bản tên lửa ATACMS có tầm bắn là 165 km và 300 km. Thưa quý vị, quân Nga đã giáng đòn tiêu diệt nhân lực và phá hủy trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine tại các điểm dân định cư của vùng Kursk. Thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 8 cho biết, kết quả những cuộc tấn công đường không, hỏa lực, pháo binh và hoạt động tác chiến của quân Nga là đã đánh tan nơi tập trung binh lực và thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 22 và số 61, lữ đoàn dù tấn công số 80 và số 82 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như lữ đoàn số 1 vệ binh quốc gia và lữ đoàn bảo vệ số 1004 của Ukraine trong các điểm dân cư Visnevka, Gordievka, Ivaskovsky, Krasnoktyazki, Krulenkoy, Lyubimovka, Mikhailovka, Novaya Sorochin, Plekhovo, Rubanchinsk và Snagod, thông cáo chiến sự nêu rõ. Kiev mất hơn 300 chiến binh trong ngày ở hướng Kursk. Trong một ngày đêm qua, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới hơn 300 binh sĩ và 14 xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân và 11 xe chiến đấu bọc thép. Thông cáo của Bộ Quốc phòng cho biết tiến độ đẩy lùi âm mưu tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ Liên bang Nga ở khu vực Kursk. Ngoài ra, cùng trong thời gian này, Kiev còn mất 7 ô tô, 1 khẩu pháo, 1 đơn vị thiết bị kỹ thuật, 2 trạm tác chiến điện tử, cũng như 1 radar phát hiện mục tiêu trên không ST-68. Trong vòng 24 giờ, Nga đẩy lùi và phá vỡ các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khoảng 8 điểm ở khu vực biên giới Kursk. Các đơn vị của nhóm phía Bắc, với sự hỗ trợ của hỏa lực hàng không và pháo binh lục quân, đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các nhóm xung kích đối phương theo hướng các điểm dân cư Komarovka, Malaya, Lugnia, Nechaev và Cherkasy Poryknoye. Nỗ lực đột nhập của đối phương ở Visnevka, Boki, Porevki và Spanoje cũng bị ngăn chặn. Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine mất tới hơn 40 quân nhân thiệt mạng và bị thương, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 ô tô bị phá hủy. Thông báo của cơ quan quân sự Nga nêu rõ, đang tiếp tục tiến hành hoạt động trinh sát tìm kiếm để xác định và tiêu diệt các nhóm biệt kích của đối phương trong các khu rừng đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ của Nga. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý. Máy bay Nga tấn công nơi tập trung chiến binh và khí tài của các lữ đoàn Ukraine ở vùng Sumy. Các phi đội hàng không tác chiến chiến thuật đã thực hiện cuộc tấn công ở khu vực Sumy, giáng vào điểm tập trung chiến binh và khí tài quân sự của lực lượng dự bị từ các lữ đoàn cơ giới số 22, số 41, số 54, số 61 và số 115, lữ đoàn dù tấn công số 80 và số 82, lữ đoàn xung kích số 92 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn 1 vệ binh quốc gia, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 101 và số 103 của đối phương trong các khu định cư Belopol, Belovody, Voroba, Katerinivka, Obody, Pervomaiskol, Pershchanivo, Peremoga, Svetsa, Sumy, Ugreni, Yankovka và Yastrebinoye thông báo cho biết. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở hướng Kursk, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 5.800 quân nhân. Tổng cộng, trong thời gian giao tranh ở hướng Kursk, đối phương đã tổn thất hơn 5.800 quân nhân, 72 xe tăng, 31 xe chiến đấu bộ binh, 58 xe bọc thép chở quân, 383 xe chiến đấu bọc thép, 177 ô tô, 37 khẩu pháo, cơ quan quân sự Nga tuyên bố. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine còn mất 5 bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng của tổ hợp phóng loạt tên lửa, trong đó có 3 tổ hợp phòng không HIMARS và 1 tổ hợp MLRS, 9 trạm tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo, 1 radar phòng không, 5 đơn vị kỹ thuật điện tử bao gồm 2 xe phá chướng ngại vật và 1 xe thiết bị giải bom mìn UR-77.